rồi. Anna, mình làm phải đi. Cái gì vậy? Đây rồi, bắt được không rồi. Anna. Là mình hết cỡ hồn. Ôi trời, cô ta. Trái tim của tôi đau quá man. Anna, anh đi đây. Về nha, đi cẩn thận. Thì cơ hội của mày tới rồi. Dễ chịu quá đi. Cô ấy đang tắm à? Trời ơi. Hả? Ai vậy? Là ai vậy ta? Chắc là mình nhìn nhầm rồi. Ok. Trời, may quá. Cuối cùng cũng được lên giường ngủ. Cô ấy đang ngủ à? Ý giời ơi, em à, em à. Sao hôm nay người uể oải vậy ta? Hả? Có ai vậy hả? Gì đây? Trời ơi! Không thể nào! Alo, anh Lý. Chuyện này là sao chứ? Anh nhìn nè. Anna, đừng lo, anh tin em mà. À, anh có kế này. Được. Hey, cơ hội mình đến đây rồi. Bắt cóc được em về đây rồi. Anna ơi. Ở chân em mày lắm lúc tí nhở. Mày đã không phải. Ôi trời ơi, tao thấy mày rồi nhá, mày tao chốt mày. Ôi trời ơi, cảnh sát, bắt hắn ta lại đi. Mày thái độ này. Xin mời tên biến thái cho tôi. Ôi trời ơi, nhìn anh kìa. Ai nhắn tin nhỉ? Ôi trời ơi, mày yêu em. Gì vậy? Đứa bạn anh ấy nhắn tin trêu mà. Anh ấy trông thật đáng nghi. Edward. Là ai đấy? Nhìn em nè. Trời ơi, em đến đây à? Anh tới đây. Trời sao ơi, giống bộ muốn. Em ơi, anh vào nhà vệ sinh một tí nhé. Sao anh ấy kỳ quá vậy ta? Mình phải đi theo mới được. Hả? Cái gì? Trời ơi. Này em ơi, em nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không phải rồi. Còn em ơi. Cô khốn nạn. Sẽ không còn thứ gì tôi về anh nữa. Oh no. Edward, chúng ta hãy làm một kế hoạch đi. Tại sao anh ấy lại lừa dối mình chứ? Rồi, bắt đầu kế hoạch thôi. Đúng vậy đó. Xuống biển đi. Cá tay dơi, cá tay dơi, cá tay dơi. Cứ ở dưới đi chơi với cá nhá. Hôm nay sẽ được một vô lớn đây. Ơ, cái gì nhỉ? Mình có nhìn nhầm không? Ui, là một cô gái. Này, cô ơi, cô sao không? Cô có bị trôi giạt vào đây à? Chắc là bị đắm tàu rồi. Cô à, cô tỉnh rồi. Anh là ai vậy? À không, không, tôi thấy cô bị trôi vào hòn đảo này. Nên cứu cô thôi. Có chuyện gì vậy? Chuyện là người yêu tôi đã ngoại tình. Và hai người họ đã lập kế hoạch để đẩy tôi xuống biển. Ra là như vậy. Đừng lo, để tôi giúp cô. Em tập câu cá đi. Tôi biết rồi. Ok. Tốt lắm, lần đầu làm đã tốt thế này rồi. Để anh hướng dẫn em nhé.
con cá tộc. Cá rồi. Kéo mạnh lên. Cố lên, con này to đấy. Cố gắng kéo lên nào. Mạnh tí nữa lên. Tôi bắt được cá rồi nè. Anh xin lỗi nhá. Em à, em có thể là bạn gái của anh không? Anh có muốn về nhà cùng tôi không? Được, 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 anh đồng ý luôn. Cái gì? Edward, anh làm cái gì vậy hả? Ôi trời, con nhỏ này là ai? Dừng lại, cô, chúng ta chia tay rồi. Tôi không còn yêu cô nữa đâu. Hả? Chuyện gì mày? Các người. Chuyện này, liệu cô ấy hiện ổn về? Cô báo án chúng ta sao? Sao tên mà anh? Ha, bọn họ thật ngốc nghếch. Em à, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Để anh giúp, để anh giúp. Có sao không em? Để anh giúp em nhé. Cảm ơn anh. Xem từ đây. Của em nè. Cảm ơn anh. Chào em nhé. Cái có cái gì giá trị không? Đưa đây. Đây, tiền đây. Không, đưa cái vali ra cho bảo. Cái gì? Không được. Im miệng. Con bé này, mày máu nhở. Trời ơi, đứa ơi. Em có ổn không? Để anh. Mày dám làm trò tắc cái đơn em mày. Ây, đau. Hả? Thiệt hả? Mày đây. Ôi trời ơi, đứa anh kia. Sao vậy? Em cẩn thận nhé, anh đi đây. Anh về nha. Hả? Trời ơi, xe bị hỏng rồi. Có ai không vậy? Nghe không, giúp bà chơi. Hả? Cô bị sao vậy? Anh à, giúp tôi được không? Được rồi, để tôi. Cái này đơn giản đấy mà. Wow, amazing. Xong rồi đấy cô à. Không có gì đâu, tạm biệt nha. Mình mà có con với anh ấy thì đúng là tuyệt vời. Ai nhở? Chuyện gì thế này? Mời hai em về cho. Đâu ấy nhở? À đây rồi. Tìm mãi mới thấy. Loại này sao nhở? Thôi, loại này không ổn lắm. Đẹp trời quá đi. Cái này là của mình. Ơi, chạm tay, chạm tay. Hey. Xin chào quý khách. Hả? Ôi, dạ, nhiều đồ quá. Em còn như này có đủ không cơ? Hả? Alex, Alex. Cảm ơn nhá. Alex. Ôi trời ơi, ai cho anh cô vào đây hả? Bay dài đi ngủ thôi. Gì đấy? Ôi, cái gì thế này? Không biết hai cô ấy còn đây không cơ. What? À, em đây rồi. Cô thật xấu như vậy mà cũng đòi ư? Cho mà tôi chạy đây. Hai cô làm cái gì đấy hả? Ở đây với anh nào. Trời ơi, trái tim tôi tan vỡ. Cái gì vậy? Hello bạn. Tớ mới chụp được vài bức ảnh. Trời ơi, đẹp quá. Bạn có được muốn đến chụp stu của tớ không? Ok, đồng ý. Quần áo của mình đâu rồi? Oh my god. Wow, trông xịn sò thiệt đó. Chắc chắn là sẽ có ảnh đẹp. Cảm ơn ha. Úi giời ơi. Tên khốn này, tại sao mày dám làm như vậy với tao hả? Cô nói cái gì chứ? Cô nhìn đi, tôi đã có hết tất cả bức ảnh của cô rồi. Cái gì? Mày... Ôi trời ơi, hỏng hình rồi. Tại sao mình lại tin người như vậy? Nè,
mau lau nước mắt đi. Thank you. Cảm ơn cậu nha. Không có gì đâu. À, mình sao mà chóng mặt có vậy? Lâu đến thế không biết nữa chứ. À, đến rồi, đến rồi. Cô anh đây, mà đưa tiền đây. Tiền là cô đây. Giời, sầm thế chứ này. Hello baby. Anh tới với em đây. Cái tôi dây, cái tôi dây. Ôi không. Ôi rồi, đây là cô gái của mày vào đấy à. Các người định làm gì? Chứ làm gì nữa. Con anh ơi, con đừng làm như vậy mà. À, ôi, sao đèn này tắt đi đấy. Đứa nào tắt đèn đấy? Cô ta đâu rồi? Bắt cô ta lại. Ôi trời ơi, cô gái, cùng sao chứ? Cảnh sát à, có một đám người, chúng nó hạ thuốc mê rồi làm trò bị ổi đó. Làm ơn cảnh sát, hãy bắt chúng nó lại đi. Hả? Có chuyện này sao? Cô ta đâu rồi? Anh em vừa làm chết đây kìa. Chúng tới rồi. Cảnh sát. Gì vậy? Hả? Sao bọn chúng vẫn cười được vậy? Các anh tới hơi mượn đó. Cảm ơn nhé. Oh my god. Cái gì? Trời ơi. Đứng lại. Bắt được rồi nhá. Chạy đâu? Bỏ tôi ra. Ái giời ơi. Ôi mẹ là cầm cái tay nào. Cô giỏi, mở lại đi. Mày muốn đi? À, mày muốn cương à? Trời. Đứng lại. Ái giời. Đáng đời lắm. Nước của chị đây ạ. Đây rồi. Lisa, mình tới rồi. Hi Anna. Cậu mau uống đi. Ngon quá. Ngon là tốt rồi. Thế dạo này cậu thế nào? Trời ơi, mình đau bụng quá. Chóng mặt nữa. Anna. Alo, tới đi. À, đây đây, cảm ơn cô nhá. Ok. Thơm quá, đúng là mùi tiền. Say mềm rồi. Anh làm cái gì vậy hả? Ai chà chà, càng chống cự ta càng thích. Em vào đây với ta nào. Có cái gì từ từ mà tâm sự. Đi nhanh lên. Sao đây? Anh Nhi ơi. Không có gì đâu. Bạn gái tôi hơi say mà. Trời, này, đây có bạn gái anh ta đâu đây. Này, cậu biết cái gì mà tham gia vào chuyện của chúng tôi hả? Tôi báo cảnh sát nhá. No, no. Mày nhớ cái mặt tao đấy. Mày nhớ mặt tao đấy. Này, em uống nước đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi về nhé. Không có gì đâu. Này, em cho anh xin số của em được không? Được. Đứng lại. Chạy đâu đây? Đứa anh bắt được em đó. Chạy từ thôi. Cậu mau uống đi. Là cô ta. Chính cô ta. Chắc chắn cô ấy đã hại em lần trước rồi. Thật sao? Để khoan đã, chúng ta không thể manh động như vậy. Em có kế hoạch này. Ok ok. Anh đi nha. Anna đó hả? Chạy thôi. Đau quá. Cô bạn xin tôi ư? Em đã là của anh rồi. Ôi giời ơi. Mở cửa. Ai mở cửa? Mở cửa. Ai mở cửa rồi anh nhỉ? Bắt anh lại. Chị ơi, em có làm gì đâu? Anh đã bị bắt. Này, cô dậy đi. Cái gì đây? Tôi đang ở đâu đây? Chị ơi, em xin lỗi à. Cái gì? Anh ta. Không sao rồi, không sao rồi. Mau đi nhanh lên. Tất cả là do anh đó.
Chính cô là người đã hại tôi ra nông nỗi này. Im miệng ngay đi, mau đi vào trong. Làm sao bây giờ? Yeah, chúng ta thành công rồi. Cảm ơn hai người. Dạ, cha đi nha. Lạy ông lạy bà, đi qua cho tôi xin chút tiền. Mau xin tiếp đi. Hai người họ là người có tiền đó. Tiền ở trong kia kìa. Mình gặp được ông ta rồi. Anh đang tìm chỗ hả? Trời ơi, trúng tiếng sét ấy rồi. Đây là số điện thoại của em, nhớ gọi cho em nha. Trời ơi, để em lau cho anh hả? Cha, cha về rồi. Cha, cha, đây là Alex, bạn trai của con. Hello. Vậy còn hai người này? Hả? Hả? Bạn kia sao? Dạ, cô. Vậy, mình là Anna, chào bạn. Hi, I'm Anna. Em là Lisa. Chào anh. Rất vui khi được gặp anh. Hello. Hello. Em còn nhớ mật khẩu không nhở? Mẹ nhớ chứ. Không, để yên. Ê, mở được rồi. Trời ơi, đây là những gì mà chúng ta cần. Đúng vậy, đúng vậy. What? Bắt nó lại. Cái miệng. Cô ơi, mày mà nói làm gì? Dạ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cả tôi ra. Muốn gì? Muốn gì? Làm ơn, thả cho tôi đi. Làm ơn, tôi xin anh đây. Thả cho tôi đi, tôi có tiền. Tiền ư? Để nó xuống cho ta. Thôi không. Anna, tiêu đời rồi. Mommy, please. Anna, cô chạy đi. Cái tay dài. Cậu ấy không được khỏe lắm đâu. Anna, đừng có lo. No. Ôi không. Oh my god. Ôi anh à, nghe em giải thích đã. Mẫu sữa nó cho ta. Không cần rồi. Trời ơi, thằng kia, mày đúng là vô dụng. What? Đợi đó, tao sẽ không để yên cho mày. Đứng lại, cậu đứng lại cho tôi. Đứng lại. Cái tay dơi, cái tay dơi. Cậu ta trốn đâu rồi? Đứng lại mau. Hả? Cái gì kia? Mình quên đóng cốp à? Trời ơi, sơ ý quá. Trời ơi, cô là ai? Xin anh đó, đừng nói gì cả. Cô đang trốn ai à? Nè, anh có nhìn thấy cô gái này không? Cô vừa chạy đằng kia kìa. Cảm ơn anh nhiều nha. May quá.
cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Cái đầu của tôi. Cô à, cô ổn chứ? Cô uống cốc nước đi. Cảm ơn anh ha. Tại sao hắn lại truy tìm cô vậy? Chuyện là Edward của anh đây. Hả? Trời ơi. Cô làm gì vậy? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không có ý mà. Edward, Edward. Đồ vô dụng. Hóa ra là như vậy à? Đừng lo, cô có thể ở lại đây. Chết rồi, ngại quá. Xin lỗi cô nhé. Ai đó? Alice. Này, em nhiều. Sao vậy? Hả? Cô ta là ai vậy? Sự việc là anh nhìn thấy có một cô gái đang trốn ở trong cốp xe. Có một kẻ đang truy đuổi cô ấy. Thế là anh giúp cô ấy đi về đây thôi. Thiệt như vậy sao? Đừng lo, từ nay cô có thể ở lại. Alice, để em ngồi đây. Anna. Em đi đâu vậy? Tức điên lên mà. Không được, không được, không được. Nè, cô có nhìn thấy cô gái này không? Ừ, tôi biết đó. Để tôi nói cho anh nghe. Cô ta ở đây đúng không? Tôi đi làm đây Anna. Tăng kia rồi. Đừng khóc, tôi chẳng trông ở đây với tiền ca mà. Đi ra thôi, đi mau. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi xin anh đâu, bỏ tôi ra. Này, làm cái gì đây hả? Tôi báo cảnh sát đi chứ. Ở đây có cam đấy. Alo. Trời, trời ơi. Chạy thôi. Alice, xin anh đừng làm như vậy mà. Em lại dám dung túng cho anh ta à? Anh ta là người xấu. Anna, em có sao không? Em không sao. Mình vào nhà cảm thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Thật điên lên mất tôi. Mọ. Về nhá. Dạ, em về đây. Đến nơi rồi. Anh về đây. Em về nha. Em. Hả? Trời ơi, anh làm em giận cả mình. Chúng ta đi thôi. Trời ơi, Alice để quên điện thoại rồi. Hả? Anh ấy đâu rồi ta? Tập ở phòng nào vậy ta? Anna. Oh, Alice. Sao thế? Anh ấy quên điện thoại nè. Em cũng về đây tập à? Em đi tìm điện thoại. Cái gì đây? Gì đây? Chắc là anh va phải người ai mà. Nào ra đây với anh nào. Thật là đáng nghi mà. Cô ta vừa từ trong đó ra mà bây giờ lại có vết son ở trên cổ anh ấy. Được lắm. Có ai nhà không? Ai? Hả? Ai vậy ta? Đánh ra mở cửa xem nào. Ai để hôm qua ở đây đây? Quà của em à? Em đâu có biết đâu. Đánh mở xem. Sao vậy? Đây là cái gì? Cái gì đây? Edward, tha lỗi cho em. Em xin lỗi. Ra mồm à? Em bị anh ta ép buộc. Cô dám làm trò này sau lưng tôi? Cút ra ngoài! Thôi không. Đừng có về căn nhà này nữa. Edward, mở cửa ra. Edward, Edward. Cô ta đúng là đáng đời mà. Được lắm. Ủa, quần áo của ai ở ngoài đây? Trời, vali và quần áo của mình sao? Anh về rồi đó. Anna, hả? Có chuyện gì đây? Từ từ giải thích đi đã. Im miệng, nhìn đi. Đây chính là bằng chứng đó. Trời. Anna, anh xin lỗi. Cút ra khỏi đây. Đừng mà. Mày đừng đuổi ra khỏi nhà em ơi. Đừng mà. Ai gọi đây? Ui, gọi cũng cái gì giờ đây? Anna ơi, người xin lỗi mà. Anna, ta lỗi cho anh. Này, cô biết như là phá làng phá xóm không ạ? Lên vừa giải quyết. Đừng mà, anh ơi bỏ tay em ra. Anna ơi. Đấy là cái giá phải trả cho kẻ làm nhăn đó.
Ôi, có phim rồi. Mau lên mọi người, mau lên. Trời ơi, chương trình tới rồi. Mình không thể đợi được nữa rồi. Xin chào các bạn. Trời ơi, mình sợ. Trời ơi, phải làm sao đây? Chờ một tí nữa, mình phải tắt kia đi. Trời ơi, không ổn rồi. Trời ơi, rồi rồi. Hả? Chúng ta đang ở đâu đây? Trời ơi. Wow, một bàn ăn. Là đồ ăn. Mời các bạn cùng đón xem. Hả? Hay quá đây, show này hay quá. Giỏi quá, giỏi quá. Hay lắm, hay lắm. Chúc các bạn ngon miệng. Có đùi gà nè. Mình phải ăn trước. Trời ơi. Trời ơi. Hả? Trời ơi, ghê quá đây. Mau chạy đi, mau chạy đi. Ây da. Đau quá à. Đây là đâu nữa vậy ta? Chọn căn phòng nào bây giờ? Ê, chọn đại đi. Ôi trời ơi, có ma. Ôi. Hả? Đóng cửa lại. Trời ơi, cái tên em quất này. Đúng là tên ngu ngốc. Còn đứng dậy đi. Trời ơi, đau quá đây. Đừng có lăn xăng nữa. Từ từ thôi. Oh no. Hả? Hả? Đây là đâu vậy? Đây là cái gì nữa vậy? Trời, căn phòng này. Hả? Là cô ta kìa. Chào mừng các bạn đến với thế giới của tôi. À, mình có cách rồi. Cứu bước tôi các bạn. Anh Lý, cẩn thận. Cảm ơn Anna. À, vượt qua bằng cách này đi. Được. Cẩn thận đó, tôi sợ quá à đi. Đang tụt rồi. Cứu tôi ơi. Anh Quân ơi. Trời ơi, mau, mau lên. Mày quá. Cứu tôi ơi. Anh Quân, tại sao lúc nào cậu cũng cậu thảo quá vậy? Biết rồi. Ôi trời ơi. Tôi giải cứu cô rồi. Cảm ơn. Hả, chúng nó sắp sập sao? Chào tạm biệt. Yeah, mình được về rồi. Chúng ta đi thôi. Hey. Trời ơi, đau quá đi. Chào tạm biệt nha. Hả? No, 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 no. Hey, 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 yo. Ui giời. Anna. Xin chào. Cô ta là ai vậy? Em vào nhà đi. Cô sao vậy anh? Gì vậy? Tại sao anh lại đưa cô ta về đây? Tôi... Hey, thôi được rồi. Chuyện là... Edward, xin anh đừng làm như vậy mà Edward. Trời ơi. Cút đi. Tôi nói chuyện đấy với cô bao nhiêu lần rồi. Cô không phải đang sửa được à? Cho cô một trận. Rồi. Anh ơi, đừng có đánh con gái đấy. Chúng mày đi với nhau đi. Này, cô không sao chứ? Đi cho tôi đi cùng anh nha. Tôi sẵn sàng làm người giúp việc cho anh. Ok. Chuyện là như vậy đấy. Thôi được rồi, cô hãy ở đây đi. Ủa, thiệt hả? Trời ơi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Em à, xem này, anh có quà cho em đây. Cảm ơn anh nha. Còn có để. Cô ta đã ngủ rồi. Ôi trời ơi. Chắc chắn người hôm qua chính là cô rồi. Cô hãy mở cửa đi. Alex. Tôi xin lỗi, tôi đâu có làm gì sai đâu. Nhưng mà tôi vẫn xin Anna, lỗi. Anna, dừng lại, em làm gì đấy? Anh còn binh vực cô ta ư? Đừng mà. Alex.
Hả? Hả? Alice, kêu em với. Em không có làm gì sai cả. Được lắm, được rồi. Tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Anna. Alice. Cô làm cái gì vậy? Lại đây Alice. Lại wow. Ôi nhưng mà cũng được. Trời ơi em hả? Tầm dữ thật đấy. Alice, gì cơ? Cho mực thẻ ngân hàng của anh được không? Được. Đây. Em cầm 3 cái luôn đi. Là tuyệt vời. Còn tới đây. Alice. Ôi kìa. Tại sao? Hai người lại làm như vậy sau lưng tôi? Không. Ôi trời. Cô đi đâu? Ra là cô ở đây à? Anh nhìn đi. Hả? Cô ta chính là kẻ trộm đó. Cô ra bắt cấp bắt trộm sao? Đưa cái thẻ đây. Cô, hóa ra cô là người như vậy. Một cô nó gọi đây. Đi về nhà. Bỏ tôi ra.